Còn chần chờ gì nữa, hãy đi chuẩn bị một bữa tiệc đi. Hôm nay là một ngày trọng đại, mau chuẩn bị đi nào. Cô Jiha, cô hãy ở lại đây cùng ăn trưa với chúng tôi. Không, tôi cũng thể ở lại ăn trưa, nhưng mà tôi sẽ uống trà. Vậy thì hãy ăn chút đồ ngọt cùng với trà nha. Du à, bà trông rất là hạnh phúc có phải không? Nhờ ơn thần linh, bà đã nhận em là cháu dâu rồi. Billy, lấy cho Mansari một tách trà. Dạ thưa bà. Và mang theo đồ ngọt Bengali nữa. Tôi biết trà và đồ ngọt không phải là sự kết hợp tốt, nhưng mà... Sao vậy? Có vẻ như anh đã kiệt sức rồi. Bây giờ anh hãy đi nghỉ ngơi đi. Du à, sẽ tuyệt nếu như còn uống một tách trà. Bà Chaudhary à, dù nó đã trải qua rất nhiều chuyện rồi, và nó cần thời gian để vượt qua, dù có mất bao nhiêu thời gian thì tôi cũng sẽ chịu đựng. Tôi đã phạm ra một sai lầm, và tôi sẽ phải trả giá vì điều đó. Billy, hãy pha cho tôi một tách trà lẹ lên đi nào. Sao mà nó lâu quá vậy? Không phải về bà, có điều gì đó đang làm phiền Du. Nó có thể là gì? Là gì chứ? Có chuyện gì vậy Du? Mọi chuyện ổn chứ? Trông anh có vẻ rất là lo lắng. Không có gì nghiêm trọng đâu. Anh có chút việc ở văn phòng. Du, em biết là anh đang trải qua một thời gian rất là tệ. Du à, chúng ta hãy đi chơi ở đâu vài ngày đi. Chúng ta đã không thể đi hưởng tuần trăng mật rồi. Không Kali, không thể được. Chẳng phải anh đã nói với em là anh có việc ở văn phòng đang chờ xử lý sao? Có vẻ như là anh đã quên là em có thể đọc được suy nghĩ và đôi mắt của anh. Có điều gì đó anh không muốn em biết. Nhưng mà là chuyện gì chứ? Chuyện gì anh ấy đang giấu mình? Tại sao? Thả tôi ra khỏi đây. Thả tôi ra. Tôi không thể nào ở lại đây. Tôi chính là Gauri Jiha, và tôi sẽ bắt tất cả các người phải trả giá cho việc này. Thả tôi ra đi. Nè, đừng có làm ồn nữa. Không thì tôi đánh cô bây giờ đó. Đánh tôi sao? Cô muốn đánh tôi sao? Cô nghĩ cô là ai hả? Tôi là Gauri Jiha, và không ai có thể chạm được vào tôi. Tôi sẽ đập hết mấy người. Thả tôi ra. Ramsin, lại đây. Đưa cô ta ra ngoài. Ra đây. Cô thấy không? Chắc là ai đã gọi bảo cô thả tôi ra. Suy cho cùng thì tôi chính là Gauri Jiha. Cô không thể nào giữ tôi ở đây hơn một giờ đâu. Không sao, tôi tha thứ cho cô mà. Nhưng mà đừng bao giờ phạm sai lầm như vậy một lần nào nữa.
Đừng gây rối với tôi, cô hiểu không? Cô nói gì hả? Không ai có thể gây rối với cô sao? Để tôi nói cho cô biết, tôi đã gây rối với cô rồi đó. Bây giờ tôi sẽ cho cô thấy cô là ai. Thả tôi ra. Cô đe dọa tôi sao? Nè, bà đang làm gì vậy? Nè, mở cửa ra, đừng có nhốt tôi lại chứ. Nãy giờ cô ồn ào quá, sao tự nhiên lại im lặng như vậy? Tôi xin lỗi thưa cô, làm ơn thả tôi ra, tôi không muốn ở lại đây. Im miệng đi, nếu không thì tôi biết cách chỉnh đốn một kẻ cứng đầu như cô đó, hiểu không? Thôi đi. Nè, hãy nghe cho kỹ đây. Tôi là Gao Rizhi ha, con gái của Vic Guavizhi ha. Cha tôi là bạn của chính trị gia đó. Tôi sẽ dạy cho các người một bài học. Các người sẽ phải trả giá cho việc này. Cô phải chịu trách nhiệm về những gì mà tôi đang trải qua. Mỗi phút và mỗi giây tôi ở đây, tôi sẽ bắt cô phải trả giá cho việc này Kali. Tôi sẽ hủy hoại cuộc sống của cô. Ôi thần linh, họ đã nhốt cô lại rồi. Cô biết đó, họ chưa sẵn sàng cho tôi vào. Nhưng mà may mắn thay, một trong số họ quá ra lại đến từ làng tôi. Cô biết đó, tôi đã phải hối lộ anh ấy 100 rúp thì anh ấy mới cho tôi vào. Thế thì có vấn đề gì? Tôi không vạch trần cô, để cô có thể ở lại nhà Chaudhary và có thể giúp đỡ tôi. Tôi cũng đứng ngồi không yên đây nè. Tôi đang cố tìm cách đưa cô ra khỏi đây đó. Cô chả làm gì cả. Tôi đã bị nhốt ở đây và cô không làm gì ngoài việc đứng nhìn cả. Thưa cô, xin hãy kiên nhẫn đi chứ. Tôi là Gao Rizhi và tôi sẽ ra tù trước 6 giờ chiều. Không mẹ Mansi, bà không phải là lý do. Cách dù đối xử với con đã thay đổi. Anh ấy không còn để ý đến con nữa. Con tự hỏi là anh ấy đang lo lắng gì. Kali, nếu có điều gì làm vô phiền lòng thì nó tự nói với con không nên quấy rầy nó quá nhiều, kẻo nó khó chịu đó. Dạ mẹ Mansi, con cúp máy đây. Sao mình thấy lo lắng quá. Dù nhà mình đã có nhiều hiểu lầm, nhưng mà anh ấy chưa bao giờ đối xử với mình theo cách này. Dù làm ơn đi, hãy cho em biết chuyện gì vậy chứ. Có lẽ em có thể giúp anh bằng một cách nào đó. Và trái tim em tan nát khi nhìn thấy anh đau khổ như vậy. Kali. Dạ con đến ngay đây thưa bà. Nào lẹ lên đi nào. Đây, cầm lấy cái này. Hôm nay hai con sẽ chính thức thực hiện Ati. Con. Đúng, nhưng không phải một mình con mà là hai đứa. Chúc mừng con Kali. Lần đầu tiên hai con sẽ thực hiện Ati với tư cách là vợ chồng. Con có hiểu không hả? Con cảm ơn chị. Kali, chúc mừng con. Đúng không hả vua? Anh phải đi, nay anh có việc bận rồi. Vua à, như vậy là không được. Sao bao nhiêu khó khăn, chúng ta bây giờ đã ở bên cạnh nhau rồi, nhưng mà có vẻ như anh không hề vui vẻ một chút nào cả. Kali à, không có chuyện đó đâu. Em đang làm quá lên thôi. Em không có làm quá đâu. Anh phải trả lời câu hỏi của em. Mọi thứ đã đâu vào đó rồi, nhưng mà trong anh không hề vui một chút nào. Chẳng ra đâu vào đâu cả. Trên thực tế, nó đã trở nên tồi tệ hơn. Và mọi chuyện đã trở nên tồi tệ
đến mức ngay cả thần Rama cũng không thể giúp chúng ta. Kali à, mọi thứ đã kết thúc. Đã kết thúc hết rồi. Cô, cái đứa vô phép tắc này, đừng hòng bước vào nhà của tôi. Nếu cô tiến thêm một bước nữa, tôi sẽ giết cô đó. Mà làm đi, hãy giết con và kết thúc tất cả đi. Có vẻ như như con cần phải chết để gia đình này có thể hạnh phúc trọn vẹn. Con không thể sống với gánh nặng như thế này được nữa. Gánh nặng? Gánh nặng gì chứ? Gánh nặng về việc mà con và Du đã làm. Vào đêm đó, đêm hôm đó, nè, có con nhỏ kia, hãy nghĩ cho kỹ rồi hẳn nói. Hãy xé lưỡi của con ra đi. Con sẵn sàng chấp nhận mọi hình phạt mà bà dành cho con. Nhưng mà trước đó, hãy hỏi cháu trai của bà xem anh ấy đã làm gì. Sao lại im lặng vậy chú? Nói gì đi, trả lời em đi. Em sẽ bị người đời chê cười. Em là con gái, xin đừng để em bị như vậy. Xin anh đó, nói họ nghe chuyện gì đã xảy ra giữa chúng ta đi. Làm ơn đừng dựng chuyện lên nữa. Tôi biết không có chuyện gì xảy ra giữa Du và cô cả. Tôi không bị chuyện Kali, và tôi cũng rất là sốc. Dù đã mất kiểm soát bản thân và anh ấy cố gắng ép buộc tôi, còn muốn nói gì chứ? Hãy nói rõ ra đi. Tôi không có tâm trạng để giải thích điều đó cho chị. Sáng ra có người đã gửi cho tôi vài hình ảnh trên điện thoại, và trong đó có những bức ảnh Du và tôi đang... Không, tôi không thể nào nói điều đó. Dù có thể đã xóa những bức ảnh đó, và tôi cũng đã xóa chúng, nhưng mà ai đó đã chia sẻ những bức ảnh đó cho tôi một lần nữa.
Và bây giờ mọi người nói coi, tôi nên đi đâu chứ? Nói coi, bây giờ tôi phải đối mặt với xã hội như thế nào? Bằng chứng đây sao? Cô muốn chia rẽ Du và tôi bằng những hình ảnh rẻ tiền đây sao? Thật là đáng xấu hổ. Sao cô có thể làm được điều đó chứ? Tôi đã coi cô là em gái từ khi chúng ta còn nhỏ. Tôi đã là lá bùa bảo vệ cho cô. Và tôi đã luôn bảo vệ cô. Tôi đã chống lại Du để mà cứu cô. Và bằng hành động rẻ tiền này, cô muốn nói rằng Du ngay cả thần Rama đến và nói rằng Chu đã làm điều đó thì tôi cũng sẽ từ chối không tin đâu. Vì vậy những hình ảnh này không có ý nghĩa gì với tôi cả. Dù không bao giờ có thể làm được điều đó, bởi vì anh ấy tôn trọng phụ nữ, anh ấy cũng hào hiệp như thần Rama vậy. Anh ấy không bao giờ có thể làm điều đó đâu. Kali, anh đã phạm một sai lầm. Anh xin lỗi, đủ rồi. Tôi cảnh cáo cô lần cuối cùng. Mối quan hệ giữa Du và tôi không thể bị phá vỡ. Vì vậy đừng cố gắng phá vỡ nó một cách vô ích nữa. Hiểu chưa nào? Cô đã gọi tôi là Kali từ khi còn nhỏ. Vì vậy tốt hơn hết là cô nên nghe điều này để bảo vệ danh dự cho chồng tôi. Thì tôi sẽ không ngần ngại trở nên hung dữ như nữ thần Kali. Tôi xin lỗi, tôi không thể nào khóc được. Tôi hết glycerin rồi, chị biết đó. Chị biết gì không hả Kali? Chị vẫn không thể nào đánh bại tôi. Gaurisia sẽ không tha cho kẻ thù của mình. Và chị chính là kẻ thù lớn nhất của tôi. Cho nên chị đừng có gây sự với tôi. Tôi sẽ không chịu thua chị đâu. Tôi không sợ những lời đe dọa đó đâu. Nè, để tôi nói hết đã. Tất cả những gì mà tôi cần làm chính là
nộp một đơn khiếu nại. Chỉ một đơn khiếu nại mà thôi thì tôi có thể nói rằng anh rể của tôi đã cố ép buộc tôi. Và điều đó có thể đưa tất cả các người vào trong tù. Và người chồng của chị, người mà chị cho là chính trực như là thần Rama, chắc chắn sẽ bị xử án.